Mình sẽ đưa ra một cái mẹo để mình nhận ra một số cái trường hợp mà mình có thể sử dụng cái mẹo đó để mình sử dụng, biết được lúc đó mình sử dụng định lý kẹp ha. Thì trước hết mình phát biểu một cái định lý như sau. Mình sẽ cái giới hạn hàm hai biến ha, cho AB là cặp cái điểm AB thuộc R mũ 2 ha. Cho hai hàm số F và G. Đó. Cái điều thứ nhất, giới hạn của hàm F tại AB không. Điều thứ hai, tồn tại số thực M ha. Sao cho hàm g bị chặn, hàm g bị chặn tức là trị đó g cái ti luôn nhỏ bằng bằng cái mọi ti khác AB. Chúng ta lưu ý rằng là ở đây là thật ra chúng ta có thể là cần quan tâm đến những con ít đi nè, trên tập xác định của hàm F giao tập xác định của hàm G, bỏ đi AB ha, có thể bấm thức mình đúng như vậy. Ở đây xét một cái tình huống đơn giản thôi. Thì ở đây giới hạn một hàm bằng không với một tích của một cái hàm có giới hạn bằng không với một cái hàm bị chặn, thì lúc đó giới hạn của tích bằng không thôi. Từ đây chúng ta sẽ đưa ra một cái mẹo để mình nhận ra được cái giới hạn mình có thể sử dụng định lý kẹp ha. Tất nhiên đó chỉ là một cái mẹo tương đối, có những tình huống thì không thể sử dụng, tức là đại loại đây là những lớp bài có thể sử dụng định lý kẹp, thì cái mẹo này nó sẽ giải quyết được một phần như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ nhận ra, mình xem xét cái giới hạn có dạng như tích của hai hàm. Thì ở đây mình giả sử như mình đã biết được một cái thông tin ha, cái bước đầu tiên mình nhận ra trong cái giới hạn tích này nè có một cái hàm, chẳng hạn như hàm g bị chặn ha, tức là gt nó luôn nhỏ bằng m, m là hằng số ha, với mọi ti ha, với bất kỳ ti khác AB hoặc là ti thuộc tập xác định của hàm số f nhân g và bỏ đi AB ha. Rồi từ điều đó mình sẽ chuyển qua bước thứ hai, mình kiểm tra xem cái giới hạn của hàm f tại AB có bằng không hay không. Nếu câu trả lời là có thì từ đó chúng ta sẽ có thể thấy được rằng là cái giới hạn này bằng không và có thể hoàn toàn dùng lý kẹp để chỉ ra giới hạn này bằng không ha. Được ha, thì chúng ta thử sử dụng cái mẹo này ha. Là bước đầu tiên chúng ta sẽ nhận ra cái hàm bị chặn nè, rồi sau đó chúng ta kiểm tra cái giới hạn của cái phần còn lại trong cái tích này nè, cái hàm còn lại đó trong tích ha, thì xem cái giới hạn đó có bằng không hay không. Nếu có thì sẽ suy ra được như này. Câu trả lời là có ha. Chúng ta sẽ kết luận chắc chắn được rằng là giới hạn này bằng không, nhận của tích bằng không. Và hiển nhiên chúng ta có thể kiểm tra được điều này thông qua định lý kẹp. Đây là một cái tiêu chuẩn, một cái dấu hiệu để mình sử dụng định lý kẹp ha. Tất nhiên vẫn có những tình huống khác giới hạn cổ tích mà mình cũng không rất là khó để xử lý, nhận ra cái hàm bị chặn. Và cái lúc này nó rất là khó, có thể là cái giới hạn này không không bằng không ha, nó lúc này rất là khó khăn. Ở đây mình xét cái tình huống đơn giản đáp ứng được điều này ha, mình xem không một số thí dụ.
thì mình sẽ nhận ra ở các cái câu D, E, G, N, M, O, tất cả những câu này đều có cái đúng cái mô hình đó. Thì ở câu đầu tiên chúng ta sẽ thấy nè, hàm bị chặn. Mình nhận ra hàm bị chặn trước ha. Ở đây nhìn, cái phần đánh dấu là cái phần bị hàm bị chặn. Phần đánh dấu là hàm bị chặn. Và cái phần này mình sẽ thấy là nó gần gần nè. Thì đây là x mũ 5, thì ra là x mũ 4 nè. Nhân x nè. Trên cho x mũ 4 cộng cái x bình nè. Cộng y bình. Cái phần bị chặn của mình là cái phần trong khung ha. Đây phần bị chặn. Còn bên đây thì phần bị chặn của mình nằm đây. Nhận ra phần trong khung ha. Rồi, bên đây thì nó phức tạp hơn một chút, thì cái hàm bị chặn ở nằm đây. Nhưng mà nó hơi khó khăn để nhận ra ha. Thì mình chỉ cần kiểm tra cái phần còn lại nè. Thực ra cái cả ba cái câu này nè, ba câu bên trái này nè, thì cái hàm bị chặn của mình có thể nhận ra dựa vào cái dấu hiệu sau nè. A nè. Nó đều có dạng là A trên A cộng B nè. Ở đây A, B của mình không âm nè. A cộng B nó dương ha. Thì rõ ràng cái này nó sẽ lớn hơn bằng 0, nhỏ hơn bằng 1. Lúc đó chúng ta sẽ nhận ra cái phần bị chặn ha. Và chúng ta có hoàn toàn dễ dàng kiểm tra cái phần còn lại nè. Tức là giới hạn của y nè, khi y tính tới 0, 0 nè. Thì rõ ràng nó bằng 0. Tương tự như bên dưới giới hạn của y mũ 3 khi y tính tới 0, 0. Thì lúc đó giới hạn này bằng 0. Giới hạn của x khi y tiến tới 0, 0 thì nó bằng 0. Phần này tương tự, phần này giới hạn của x phương cộng y phương trừ 25 khi y tiến đến 3, 4 thì nó bằng 0. Như vậy tất cả những cái bài được đánh dấu này hoàn toàn có thể dùng lý kẹp ha. Chú ý đây là một cái dấu hiệu nè, một dấu hiệu cơ bản A trên cho A cộng B, với A, B mình là cái số không âm, A cộng B dương, tức là AB không đồng thời bằng 0. Thì lúc đó mình sẽ có cái phân số này sẽ lớn bằng 0, nhỏ bằng 1. Thì đây là cái dấu hiệu để nhận ra cái hàm bị chặn ha. Tương tự như vậy, chúng ta cũng nhìn nhìn ra bên đây. Sẽ thấy được cái phần bị chặn. A trên cho A cộng B. Phần bị chặn. A trên A cộng B. Thì rõ ràng giới hạn của y nè, khi y là cái phần còn lại nè. Khi y tiến tới 0, 0 thì nó bằng 0, dễ thấy. Giới hạn của sin bình phương y khi y tiến tới 0, 0 thì nó bằng 0, dễ thấy. À. Còn tất cả những cái bài, chẳng hạn như câu 13 nè, chúng ta sẽ không nhìn thấy cái mô hình tích cái hàm bị chặn với một cái hàm tiến về 0 ha. Giới hạn của một hàm bằng 0 tại cái điểm giới hạn. Thì mình làm thử một cái bài, chẳng hạn bài 14 ha. Ví dụ khảo sát sự tồn tại của giới hạn x bình phương, x bình phương như sin bình phương y trên cho x bình phương cộng 2 bình phương tại 0, 0. Thì chúng ta theo cái phân tích hồi nãy thì chúng ta sẽ thấy được rằng là cái hàm này được phân tích thành tích của một cái hàm chặn và cái hàm tiến về 0 khi đi tiến đến 0, 0 ha. Bằng x bình phương trên cho x bình phương cộng 2 y bình phương trên cho sin bình phương đi. Thì cái hàm này thì nó có mô hình là A trên cho A cộng B. AB của mình nó lớn hơn bằng 0 và AB không đồng thời bằng 0 ha. Ở đây mình thấy là ít đang xét ít nó thuộc tập xác định của hàm số, hoặc là chú ý là cái tính giới hạn này mình đang xét ít khác không không, do đó cái mẫu này nó luôn dương ha. Thì cái này nó sẽ nằm trong cái đoạn không một ha, lớn bằng không nhỏ bằng một. Đây là cái phần bị chặn nè, được ha, cái con này bị chặn. Còn cái này nó sẽ tiến về không nè,
Ý đi tính không không. Vậy là đúng mô hình tích bị chặn với cái một cái giới hạn bằng không. Cái một một cái hàm có giới hạn bằng không sẽ ra giới hạn của tích đó bằng có giới hạn bằng không ha. Do đó chúng ta sẽ làm thực thi lại ha. Mình đã nhận ra tại sao mình có thể sử dụng định lý kẹp được ha. Như vậy mình bắt đầu tiến hành làm. Đã có cái hàm số ha. X bình phương sin bình phương y chỉ bình phương cộng cho hai bình phương. Tập xác định có hàm số này chính là tập số tập R mũ 2 bỏ đi không không. Với y thuộc vào cái tập xác định có hàm số này bỏ đi không không. Là tập xác định của nó ha, ta có. Rõ ràng là cái hàm số này làm cái hàm công âm ha, x bình phương sin bình phương y cái mẫu cũng công âm. Do đó ta có x này công âm. Và chúng ta tiến hành xử lý ha, xử lý cái mẫu cái tử nè. Thì mình làm kỹ lệ, mình dùng là kỹ thuật làm trội tử, làm tăng cái tử lên để cho cái tử này giống mẫu và triệt tiêu cái mẫu ha. X bình phương trên cho x bình phương cộng 2 y phương nhân cho sin tăng tử lên cái lượng tăng cộng thêm 2 y bình phương ha. Y bình phương phương cộng 2 y phương. Chúng ta chú ý rằng là có thể sử dụng cái ý tưởng bên đây, rõ ràng là tử này nhỏ bằng mẫu nè, cái phân thức này nó sẽ nhỏ bằng một, tất nhiên lớn bằng không rồi, hoặc là chúng ta làm kỹ thuật làm trội tử như này. Thì lúc đó chúng ta có được đây là sin bình phương y. Theo cái phân tích phía trên là chắc chắn cái giới hạn của sin bình phương y nó sẽ bằng không khi đi tính không không ha. Đây là điều thứ nhất. Bất này thức này đúng với mẫu y thuộc tập xác định có hàm f bỏ đi không không ha. Ok. Giới hạn của cái hai cái hàm kẹp làm không nè. Đi tính đến không không. Bằng không rồi ha, và cũng bằng giới hạn của sin bình phương y. Thì đứng nó không không sử dụng phương pháp thế trực tiếp được có ha? Có được kết quả số 2 kết hợp 1 và 2 ha, hợp 1 2 và định lý kẹp ta nhận được giới hạn của hàm f tại không không tồn tại. Và nó bằng không. Như vậy bằng cách nhận ra cái mô hình tích một cái hàm bị chặn và hội tụ với một cái hàm tiến về không ha, thì chúng ta sẽ biết được lúc đó chúng ta có thể sử dụng cái định lý kẹp và cái việc chứng minh nó thì làm theo cái định lý kẹp bình thường thôi ha. Mình tập trung vào đánh giá cái hàm bị chặn thôi, tức là rõ ràng cái hàm này nè, x bình phương trên x bình phương cộng 2 bình phương nó bị chặn bởi chặn trên với một nè. Được ha. Dạ. Mình làm thử một thí dụ nữa. Mình xem bài số 11.
À, chúng ta phân tích tính ra nhận ra là cái phần x bình phương cho x bình phương cộng y bình phương ha. Rõ ràng cái phần này là bị chặn. Y nè, y tiến về không nè, y thì tiến đến không không. Ta suy ra giới hạn này bằng không ha. Y thì tiến đến không không. Như vậy chúng ta canh vào cái phần bị chặn nè, x bình phương cho x bình phương cộng y bình phương. Nghĩa là bằng không nhỏ bằng một nè. Được. Vậy chúng ta cũng làm tương tự. Đó. Tập xác định của hàm F. Tập số tập cái rằng mũ 2 bỏ đi không không. Cũng tiến hành đánh giá ha. Với ý thì thuộc vào cái tập xác định của hàm số tập xác bỏ đi không không, chúng ta không dễ dàng làm như bên trên đâu ha, bởi vì ở trên đây nè cái hàm mà còn dư ra nè, sau khi tìm ra hàm bị chặn cái hàm này nó không âm thì chúng ta mới làm như bên trên, nhưng ngược lại ở dưới bên đây thì tách cái phần này ra, cái hàm này nè có dấu thay đổi khi đi gần không không thì y dấu của y nó có thể thay đổi âm dương, do đó chúng ta làm không thể làm như bên trên được ha. Cái hàm này cũng không nhận giá trị không âm ha, bởi vì y có thể nhận giá trị âm. Trong cái tình huống đó chúng ta có thể xử lý một cách gián tiếp thông qua triệt đối y ha. Có triệt đối f, xử lý thông qua cái hàm trị đó của f thì nó sẽ bằng là x bình phương trên cho x bình phương cộng y bình phương nhân trị đó y. Thì chúng ta cần chú ý là không, tuyệt đối không dùng cái kỹ thuật làm giảm mẫu ha. À, thận trọng, không có làm dùng kỹ thuật làm giảm mẫu, tức là x bình phương trên cho x bình phương làm giảm mẫu ha, bỏ con y bình phương này thì giảm mẫu thì làm cho cái phân số trội lên được ha, không làm kiểu này. Thì làm kiểu này thì nó phải có cái điều kiện cái con y chính mẫu này y phải khác không, thì ở chú ý cái tập xác định của hàm số của mình bỏ đi không không là nó nguyên cái tập số số thật nhầm tập r mũ 2 và nó bỏ đi cái điểm này được ha. Còn nếu mà làm đánh giá như thế này phải có thêm cái ràng buộc lý các không, là phải bỏ nguyên nguyên cả cái đường này, không có đúng ha, cái mình chỉ có bỏ đi cái điểm không không thôi, như vậy cái đánh giá này không có ổn, phải làm trội tử ha, tăng tử lên. Và đơn giản các bạn nhận ra x bình phương trên x bình phương cộng y bình phương lớn bằng không nhỏ bằng một ha. Rồi, vậy. X bình phương cộng thêm y bình phương vô. Chị đấy thì này rõ ràng bằng chị đấy, và chúng ta lưu ý chị đó a nhỏ bằng b thì chúng ta khai triển chính là trừ b nhỏ bằng a nhỏ bằng b, do đó chúng ta có trừ chị đó y nhỏ bằng f đi nhỏ bằng chị đấy. Nhưng đúng với mọi thì thuộc vào tập xác định của hàm f bỏ đi không không là điều thứ nhất. Chúng ta kiểm tra xem giới hạn của các cái hàm kẹp có bằng nhau hay không. Này dễ thấy ha, dùng phương pháp thế trực tiếp. Là điều số 2. Thì chúng ta tiến hành kết hợp 1 và 2 ha.
À, cái định lý kẹp có giới hạn của hàm F sẽ không không tồn tại. À, giới hạn đó bằng không. Các bạn xem lại. Quan trọng ở cái thứ hai ha. Nhớ lại cái kỹ thuật để xử lý ha. Các bạn chú ý là khi mình phát hiện ra cái hàm bị chặn ha, cái giới hạn mình phân tích giới hạn mình quay hàm hàm g với hàm f, hàm này bị chặn tức là trị đối gửi đi luôn nhỏ bằng một số thực m cố định ha, với mỗi đi thuộc tập xác định của cái hàm số tích này, rồi còn cái này tiến về không thì ít thì tiến đến ab, ta sẽ có giới hạn tích này nè bằng này khi t tiến đến 0 0, tiến tới AB thì cái giới hàm tích này nó sẽ tiến đến 0 ha. Chú ý bị chặn bằng cách tiến về 0, giới hạn của tích thì bằng 0. Nhớ là cái bước đầu tiên là mình phải nhận ra được cái hàm bị chặn, rồi sau đó kiểm tra xem cái hàm còn lại nó có giới hạn còn hàm còn lại có bằng 0 hay không ha. Đầu tiên phải phát hiện ra cái hàm bị chặn, rồi sau đó kiểm tra cái giới hạn của cái hàm cái phần cái hành cái số hạn còn lại trong cái tích này nè, có tiến về không khi thì tiến đến 0 0 hay không, thì nếu có thì mình sẽ suy ra được giới hạn này bằng không nhờ thông qua định lý kẹp.